Xin chào các bạn đang xem kênh của mình nha. Bây giờ là sáng thứ hai đầu tuần và bây giờ là 1 giờ trưa các bạn. 1 giờ trưa trên đường Lê Quý Đôn, ngoài quận nhất. Đường xá quá vắng vẻ luôn. 30k một bông, 30k một bông hồng, không bán mắc gì trời. Ở một số chợ hoa nó bán một bông như có 10.000 các bạn. Bán ngoài đường bán 30k bông mà chờ này nắng héo quayo. Đường xá 1 giờ trưa là về đường Điện Biên Phủ cũng cực kỳ vắng người luôn các bạn. Sáng thứ hai đầu tuần một cái ngày phải nói là quá trời thê thảm đối với lại xanh SM nói chung cũng như anh em shipper nói riêng các bạn. Sáng nay không hiểu sao ế quá ế luôn. Mình chạy nãy giờ là 2 tiếng đồng hồ các bạn, nổ được một đơn duy nhất. Cái gì không vậy, 2 tiếng đồng hồ mà nổ được một đơn duy nhất các bạn. Về đại sứ quán Nhật Bản đó các bạn, về trưa người ta không có làm việc ha, đang 1 giờ trưa ngơi mà các bạn. Có anh em shipper như mình giờ này vẫn đi long ngoài đường nhưng mà không có đơn các bạn. Đó, shipper ngồi đứng ở đây có một đại sứ quán, cái đây là cái nơi cung cấp visa đi hợp tác đồng Hàn Quốc này các bạn. Đó, giờ mới 1 giờ trưa người ta chưa làm việc mà đứng ngồi lố nhố luôn. Giờ này xuất khẩu động hàng quá trời luôn ha. Giờ này bà con tranh thủ còn đi được đi các bạn. Quá trời luôn, giờ trưa nghỉ ngơi nghỉ trưa mà quá trời người đứng xếp hàng đó. Qua có cái bạn kia nóng ruột nóng đồng quá, leo lên cái gác cổng đứng luôn. Quá trời, chưa đi ra nước ngoài mà làm xấu mặt người ta rồi. Nóng ruột nóng lòng gì quá mà lại lên cột đứng luôn các bạn. Cái chỗ này là trung tâm xúc tiến giới thiệu lao động cung cấp visa đi Hàn Quốc này các bạn. Mình đi ngang chỗ này hiếp nào cũng đông, mặc dù về trưa người ta nghỉ trưa rào chắn rồi mà cũng đứng quá trời luôn. Người nào cũng trong tâm trạng bồn chồn mà không biết cái đơn của mình được không. Quá trời luôn. Nói chung mà con tranh thủ được đi, gắng đi được đi các bạn. Đi để phát đói nghèo các bạn ơi. Chứ giờ tình hình này thấy không có ổn các bạn. Chỗ này là trường học Marie Curie, một ngôi trường từ thời Pháp xây dựng. Quá đẹp các bạn. Mấy những cái công trình của Pháp xây dựng cả trăm năm mà nhưng mà nó vẫn tồn tại thời gian bền vững đến bây giờ luôn, và nó là biểu tượng luôn bây giờ của Sài Gòn các bạn. Tại nó quá đẹp các bạn, nó quá đẹp đến mức bây giờ những cái công trình mới bây giờ thực sự thì nhìn chả có gì hay ho bằng mấy cái công trình kiến trúc cũ xưa cũ hồi xưa của người ta xây ha. Các bạn thấy mái trường lập mái ngói đỏ rất đẹp. Ở đây một cái văn phòng cho thuê Folies, vui lòng không dán quảng cáo, vui lòng không dán quảng cáo. Dạo này mấy mặt bằng mà quận nhất này nó cho thuê quá trời mà để chống không ai thuê quá trời luôn các bạn. Đẹp cái showroom, showroom lấy salon bàn ghế. Bên trường học có, trong trường học có cái thủy đài nhỏ nhỏ các bạn. Nó nhìn ngôi trường ở dưới có những rừng cây, trong cái khuôn viên xanh mát rất đẹp, rất thích đó các bạn. Như vậy mới đúng là một cái nơi để học tập ha. Còn bây giờ mấy trường học bây giờ xây những ngôi trường hay cái kiểu giống như những cái tòa nhà văn phòng vậy các bạn, nhìn nó rất là thô cứng, thực sự nhìn rất là thô cứng các bạn. Đi học mà gò ép quá đâu có tốt ha. Trời ơi xanh đẹp em, mấy anh xanh ơi, nhờ em khách đi mấy anh.
Em ế nơi sáng giờ luôn đó mấy anh, 2 tiếng rồi đi vòng 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 một cú một. Ế quá các bạn, không hiểu tại sao mới đầu tuần mà ế như vậy, nhẹ luôn. Hiện giờ là mình đi chạy vòng 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 để đóng, để tìm cú xe các bạn, cho nó nổ cú xe mà nó không nổ các bạn. Đi vòng 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 nãy giờ có 2 tiếng rồi, thì bắt đầu hôm nay là 1 tháng 4 các bạn, 1 tháng 4 luôn ha. Thì Senic em nó đang chạy một cái app mới các bạn, gọi là app đổi xe mới của tài xế các bạn, để chạy song song với app. Thực sự cái app mới thứ hai nó ngu quá ngu các bạn, lỗi tùm lum đặc biệt luôn. Hai app xe, nhưng đồng thời nó cho mình mở luôn lúc 2 app, nhưng đồng thời nó cũng có thể nổ lúc 2 app các bạn. Bó tay luôn, bó tay thiệt các bạn. Tại vì sao các bạn? Tại vì những khi nó sẽ ra tình trạng là hai hai app nó cùng nổ đơn một lúc ha, còn nổ 2 đơn khác nhau các bạn. Mà một tài xế thì đâu thể phân được làm hai ha, cho nên bắt buộc phải chạy một đơn bỏ một đơn các bạn, như vậy hủy ảnh hưởng tỷ lệ các bạn. Rồi kèm theo đó vô vàng những cái khác, những cái mà làm khiến tài xế lo lắng, đó là cái tính tỷ lệ mỗi ngày thì hai app mà tính như thế nào ha, làm sao gộp lại được các bạn, rất là gộp, làm sao gộp được, không biết gộp làm sao ha. Rồi trong đủ thứ, đủ chuyện các bạn, làm tính tài xế anh em cũng thấy khá là hoang mang. Nhiều tài xế giống như mình vậy đó, thì những mở hai app cuối cùng nào nổ bị tắt thì tắt app kia, nhưng mà nhiều khi tắt không kịp bạn. Còn có một số tài xế thì họ chạy app mới thôi, bỏ app cũ. Có một số tài xế thì quen app cũ thì chưa chịu bỏ app cũ, nó tùm lum tùm la đủ thứ chuyện các bạn. Đáng lẽ ra khi mà thay app mới thì app cũ phải chuyển hết về ha, khi nào nhấn chuyển được thì hả tung app mới ra các bạn, đằng này cho thể song song luôn. Bó tay cái ban công nghệ, thật sự cái app của VinFast từ trước đến nay nó lỗi hoài các bạn. Một số các admin quản trị bắt đầu để thừa là do app mới mới này kia bảo mì ngay như app mới gì các bạn, tính từ lúc nó la đến giờ là hơn nữa, nó cũng lâu lắm rồi, rất là lâu rồi, mấy tháng chờ rồi mà mới cái gì nữa mà mới hoài các bạn. Nói chung làm dở thì chấp nhận chịu đi các bạn, không chịu cứ đỡ thừa. Đó, nhưng mình hiện giờ mình mới bước 2 app mà cái 2 app nó thì không nổ các bạn. À, nó kêu quá, tiếng máy chưa nổ. Nó kêu quá. Em mới áp phụ. 2 app luôn. Nãy giờ em vòng từ quận 6 tới quận nhất rồi đó. Nãy giờ tôi chạy em vòng vòng từ quận 6 tới quận nhất. Chạy tà tà vậy nè. Nó không nổ rồi, nó không nổ mà. Nó không nổ rồi, nó không nổ đi đâu, nó lết nổ. Sáng nó chạy mới mở lúc 11 giờ bị con quỷ quỷ kia hủy chuyến không treo luôn. Nó chở hàng cần cờ mình không chở. Quẩy quẩy xong kia nó vào luôn á, cũng rưỡi Thank you.
chà, một bạn nữ có cái dáng hình rất đẹp luôn, rất là cao, rất là mảnh mai luôn. Dáng này cũng phải làm người mẫu á. Thì giờ như nãy mình nói với anh bạn kia các bạn, ế quá thì theo như lời khuyến cáo của mấy bạn tổng đài, ế quá thì vòng 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 để kiếm cốt ha. Nhưng mà kiếm gì bạn, nó không nổ, kiếm gì mình trả từ quận 6 cái quận nhất luôn rồi, nó không nổ rồi các bạn. Nên lời khuyên cho mấy bạn đang chạy mấy xe công nghệ, một khi đã không nổ rồi các bạn cứ đóng chống xe lên nằm nghỉ ngơi các bạn, chạy vòng vòng tốn xăng tốn điện chứ cũng không được, nó cũng nổ các bạn. Đó, ở ngoài đường Lê Dũng thì rất nhiều nhà, nhiều cái công trình còn từ thời Pháp để lại, nhìn cái công trình nào là biết liền các bạn, nó kiến trúc đặc trưng không thể nào mà nó phai lẫn được ha. Và mình thấy mấy khách Tây các bạn đi qua đây du lịch, thường họ chỉ đứng lại nhìn, họ chụp hình, họ trầm trồ với mấy kiến trúc này thôi các bạn, chứ còn nó nhà cọc trời, nhà cọc ốc hiện đại gì thì khách Tây nó đi trước mình xa lắm rồi, nó đâu cần nhìn là mấy cái đó, làm nó đâu cần nhìn mấy tòa nhà cọc ốc làm mắt 81 làm cái gì các bạn, đối với người ta quá bình thường ha. À, giờ này thì giờ trưa cho nên trước cổng mấy cái đại sứ quán này thì vẫn chưa làm việc các bạn, cũng chưa có ai luôn ha. Chỉ còn hồi mà vô giờ làm việc các bạn thấy người ta đứng dậy lọn các bạn. Thì nói tiếp về Xanh FM tiếp các bạn, mình đang chạy nó, mình nói về nó ha. Thì thực ra các bạn nó làm hai app, nhưng mà đến cái ngày 6 tháng 4 thì mới bắt đầu chính thức là cái app cũ nó bị tắt luôn, và chỉ bắt đầu là chỉ chạy app mới thôi. Thì những bạn nào mà đang chạy Xanh FM thì nhớ coi thông báo ha, như coi clip mình thì nhớ các bạn, ngày 8 tháng 4 là các bạn bắt buộc phải chuyển bao nhiêu tiền của bạn, các bạn phải chuyển hết về ví ha, chuyển hết về tài khoản ngân hàng các bạn, nếu không là qua ngày 8 tháng 4 là cái app đó, app cũ không được vô đâu nha. Mà khi các bạn không vô nữa coi như tiền bạn còn trong chẩn bằng chưa rút kịp là mất hết ha. Cho nên phải 8 tháng 4 rồi bận gì bận phải rút hết tiền về trước tài khoản ngân hàng mình nha các bạn, không là coi như là mất hết luôn ha. À, một hình ảnh rất là thương tâm giữa trưa nắng, một người phụ nữ ngồi bán vé số bên lề đường, bên tuyến đường cực kỳ nổi tiếng nhất nước luôn, tuyến đường Lê Duẩn các bạn, chỉ ngồi chỉ phe phẩy mấy tờ vé số. Thì nói chung là do một số người lớn tuổi các bạn họ đi không nổi các bạn, cái này thực tế ha, một số người lớn tuổi họ lớn các bạn họ đi không nổi các bạn, chứ nên họ phải ngồi một chỗ các bạn. Và khi họ ngồi một chỗ thì thường họ bán không lại những người đi vòng vòng, đi vòng vòng thì mình mời nó sẽ nhiều hơn là mình ngồi một chỗ như thế này nha. Để hôm bữa mình chất chảo cái cô kia các bạn, cô đi từ quận tư thôi, nhưng mà giờ cổ đau chân cô chỉ ngồi được một chỗ thôi các bạn. Và cô nói thì hồi lúc mà cô còn khỏe thì cô bán được ngày cũng được 200 tờ, nhưng mà khi mà cổ đau chân cổ ngồi thường xuyên chợ đang xây luôn các bạn, ô lộn chợ đất ông các bạn, chợ đất ông ha, thì cổ bán được con ngày được mấy chục tờ các bạn, bữa nào mai có người mua giúp thì 100 tờ, bán không có nhiều bằng đi vòng vòng các bạn, đi vòng mời bán nhiều hơn ha. Còn đây là trước cái tòa nhà Diamond Plaza, có con gấu bọ, con là con gấu rất là to luôn, gấu này cao 5-6 mét gì. Ai, ngoài đường ngoài xá mình thấy mình khổ là còn nhiều người khổ hơn các bạn. Nói chung giờ khổ các bạn, người lao động khổ các bạn. Nhưng mình giờ sáng giờ này dùm vòng chạy không có cuốc có mấy ngàn các bạn, tính ra 2 tiếng họ có mấy ngàn tại một cuốc, được một cuốc xong rồi một cuốc kia bị quỷ
thì còn có mấy ngàn đồng, mấy ngàn đồng không đủ mua nước mía uống nữa các bạn, không đủ mua tẩy số cho mấy người hồi nãy nữa, như là không gì nữa ha. Ở đây ta đã tiến về Sài Gòn, tiến vào Dinh Độc Lập. Mà không những hôm nay không biết tại sao mà mình chỉ dùng dòng suốt nãy giờ nó không nổ các bạn, không nổ cuốc. Mình hồi nãy cũng tính dựng chống đứng ở đây thêm nữa kìa. Đó, ở đây có hai hình ảnh nè, ông bán vé số người ta cực nguyền, nhưng mà người đó chú này cực nguyền các bạn, nhưng mà vẫn bán vé số mưu sinh kiếm sống. Còn đây là thằng bán dừa hiện tại nè, đó thằng bán dừa hiện tại nó hay bán, nó hay dụ mấy khách du lịch đó các bạn. Cái người ta lên chụp hình xong nó bán trái dừa chém đẹp luôn du khách. Bán dừa hiện tại đi lượm vòng khu quận nhất này nè. Đây là con đường Nguyễn Du, con đường đoạn đường này rất là đẹp mà hôm nay xe đậu quá trời luôn. Bạn thấy toàn là xe biển số vàng không các bạn, xe dịch vụ không ha. Đó, tiếng đường có cây xanh cao lớn thì nó mát mẻ, bạn nhìn mặt đường mát mẻ, chạy cũng đỡ nắng cũng đỡ mệt mấy bạn. Còn những con đường giờ mới bây giờ trời ơi, nó nắng đường, mặt đường vừa nó hắt lên chịu không nổi các bạn ơi. Trời ơi, vì tương lai hãy chăm sóc tốt trẻ em nè, ghê không. Mấy cái này thì khỏi cần khô khẩu hiệu làm cái gì ha, con cháu mình thì mặc định mình phải chăm sóc tốt nhất cho có thể rồi ha. Video xin tạm dừng chỗ này, cảm ơn các bạn đã theo mình nha, xin chào các bạn.